mà nay đã trở thành Đức Giáo Hoàng, đã ra lệnh niêm phong ngôi mộ của Lucia, vì hội đồng điều tra tòa thánh tin rằng Lucia còn nhận được rất nhiều đặc ân khác từ Thiên Chúa sau biến cố Fatima mà chưa được tiết lộ. Những đặc ân này có thể quan trọng và cần thiết cho tiến trình phong chân phước cho sơ Lucia. Và sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, thì Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã được bầu làm Đức Giáo Hoàng, và Ngài đã lấy tước hiệu Benedicto XVI, tiếp theo Đức Giáo Hoàng Benedicto XV, là một người rất hết lòng thờ kính Đức Mẹ, và cũng là người chủ tranh của giáo hội vào thời kỳ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917. Mệnh lệnh Fatima là một lời cảnh tỉnh, là một điềm báo trước về những hậu quả đáng tiếc do tội lỗi con người gây ra, và cũng là một thông điệp của hy vọng mà Đức Mẹ hứa. Sau cùng, trái tim vô nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng. Thông điệp Fatima là một lối sống và là một hướng đi đơn giản mà Đức Mẹ đã nhắn nhủ con cái của Mẹ. Thứ nhất, siêng năng cầu nguyện, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và cải thiện đời sống. Thứ hai, hãy dâng lên Thiên Chúa những hy sinh nhỏ bé hằng ngày mà làm chúng ta đau khổ hay không được vừa ý, để cứu các linh hồn đang xa hỏa ngục mà không có ai đang cầu nguyện cho họ. Thứ ba, hãy siêng năng lần hạt mân côi và cầu nguyện hằng ngày như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, để tìm thấy được hòa bình cho tâm hồn chúng ta, hòa bình trong gia đình chúng ta, trong giáo hội, giữa các quốc gia, và hòa bình cho thế giới. Và sau cùng, hãy luôn lãnh nhận mình máu thánh Chúa Giêsu để được cứu chuộc và để chuẩn bị đường về nước thiên đàng. Trong hồi ký, chị Lucia trước khi qua đời đã kể lại: một năm trước khi Đức Mẹ hiện ra với chúng em, thì Thiên Thần đã hiện ra với chúng em 3 lần, dạy chúng em cách cầu nguyện, và vào lần cuối cùng đã cho chúng em lãnh nhận mình máu thánh Chúa Giêsu, như thể để chuẩn bị tâm hồn chúng em để đón rước Đức Mẹ. Đã nhắn nhủ con cái nhiều điều qua nhiều lần hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất, Đức Mẹ luôn nói là: hãy trở lại với Thiên Chúa.